Đối với trường hợp khách hàng này thì khách có một cái khối u ở vùng mặt rất là lớn. Cái này thì chúng tôi, trong trường hợp này tôi nghĩ nhiều đến một cái u sơ thần kinh. U này phát triển từ cũng phải được thời gian rất là khá lâu, nó gây nên biến dạng toàn bộ khuôn mặt như này. Đấy. Để trước khi có kế hoạch vào với phẫu thuật cho khách hàng thì ở trường hợp này đặc biệt thì chúng tôi sẽ làm phẫu thuật sinh thiết trước, sẽ lấy một cái tổn thương của vùng khối u này, vị trí của vùng tổn thương khối u, ranh giới giữa vùng lành và vùng bệnh, và chúng tôi sẽ đem đi làm giải phẫu để đánh giá xem tế bào đó là tế bào gì và bệnh là bệnh gì, có chắc chắn với chẩn đoán hay không. Sau khi có kết quả của giải phẫu bệnh thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho khách hàng. Đó là một trong những quy trình mà bắt buộc đối với bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam dùng để đánh giá và làm chẩn đoán chắc chắn đối với những trường hợp mà tiên lượng khó. Thì kết quả thì thường thì sau 5 đến 7 ngày thì sẽ có kết quả giải phẫu bệnh. Thì lúc đó các bác sĩ sẽ có tiến hành kế hoạch phẫu thuật cho khách hàng. Em rất là mừng khi được bệnh viện Cang Nam đồng ý phẫu thuật miễn phí cho mình. Lúc đó em vui, em khó tả. Lúc 2002 có đi vô khám một lần ở Sài Gòn. Từ đó tới nay không đi khám đâu nữa. Từ lúc 2002 giờ khối u nó cũng có phát triển theo thời gian, theo tuổi của mình á. Cảm xúc của em bây giờ rất là hồi hộp và lo lắng, không biết là mình có tốt hay không, không biết tốt có thể vào phẫu thuật được không. Mong muốn cũng rất nhiều để phẫu thuật khuôn mặt mình cho được trở lại bình thường. Trường hợp khách hàng này thì cũng là một cái phẫu thuật sinh thiết, nó cũng giống như bao nhiêu các phẫu thuật khác, thì nó cũng phải đảm bảo từ khâu vô trùng cho đến đầy đủ các quy trình. Chúng ta làm như một cái cuộc phẫu thuật để lấy làm sao ra một cái miếng bệnh phẩm, một cái vùng tổn thương ranh giới giữa vùng lành và vùng bệnh để chúng ta đem đi xét nghiệm. Và bây giờ là kíp mổ chúng tôi bắt đầu cái công việc vào mổ sinh thiết lấy bệnh phẩm cho Út Hương. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.